Là trước khi xem ê mới ngầu tình nghĩa anh em tiết chi một lượt like. Chào anh em đã quay lại cháy nồi của mình. Thì hôm nay mình đang có ngủ trưa nãy giờ nè. Thì có thằng bạn nó gọi nói mình ơi, đi chơi với tao không? Đi đâu? Thế nó nói mày cứ đi đi, tao dẫn mày đi nơi vui lắm. Đi đi. Nói đi bằng gì? Nói đi xe xì khói. Bà cha nó nào giờ biết xe xì khói là xe gì đâu. Rồi kêu đi xì khói, mình đâu biết cái xe đó thứ nào mà cái hình dáng ra sao đâu. Thì mình nghe cũng là lạ. Rồi mình quyết tâm hồi nãy mình tắm mình xịt dầu thơm nãy giờ. Nửa chai dầu thơm. What? Đúng ba nước mình chờ nãy giờ chưa thấy lại nữa. Mình chờ nãy giờ 3 tiếng hồ đó. Giờ sức mùi hồn luôn bà. Giờ nên mình nghe xe xì khói mình thấy là lạ, mình muốn đi đi thử xe xì khói thế nào các bạn. Bây giờ mình chờ tí nữa, các bạn chờ đón xem nha. Nó hẹn mình hồi 11 giờ các bạn. Bây giờ 1 giờ rồi các bạn. Mà chưa thấy, mà trời mưa ướt đẫm chứ mà chưa thấy lại nữa. Rồi, mới nhắc đây nó lại kìa. Rồi nhắc tiền nhắc bạc được không? Ủa xe xì khói hả mày? Má xe đảo ơi. Suzuki Viva là nó càng khói vậy. Cái này xì khói hả? Này là Suzuki Viva. Đủ nghe lạ lạ mới thấy nè. Viva là nó ra khói vậy đó. Vừa nãy giờ làm gì điện không bắt máy làm hỏi người ta không chết. Mất sóng ở đây trời mưa cấp điện mất sóng. Bữa nay xì khói hả? Ừ. Chạy nó người sao nó ra khói. Đủ có hai bánh như xe mình vô ấy. Vậy hả? Ôi. Đâu xì khói đâu dắt được. Dịch bộ mà. Chắc đi đâu đây? Bây giờ mình đi đâu vậy? Mình đi chơi phải không? Đi Ngũ Lạc á. Ngũ Lạc phải không? Bây giờ mình đi. Giờ mình đi các bạn ơi. Giờ nên mình đợi nó 2 tiếng hồ. Giờ nó lại tới. Xe đẹp quá. Cái này chạy thử được không? Được hả? Mình đi được chiếc xì khói nè, giờ chạy dẫn vô đây là hết đường đi luôn. Dạ, chạy em, chạy xe phê quá. Là em vô tí chạy hết đường ra rồi trái ra gặp bìa tôm nhiều nè. À, nó bị Google Maps dẫn đường lạc rồi. Ủa cây vú sữa đâu ta? Ủa điện thoại đọc quay có cây dài. Chưa tới hả? Điện thoại của... Lên chùa là em chạy từ cống La Bang là chạy lên tới cái chùa đầu tiên là chùa gì? À vậy chưa tới hả? Lộn đường. Vậy lên mẹ. Lộn đường. Dạ. Đi chạy lên chạy thẳng đường ra này chạy thẳng nữa ha anh. Đúng rồi, có cái quán á. Rồi, chạy chừng mấy cây nữa anh? 10 nho hả? Ơ, mời bạn, chào hỏi cái này cái gì vậy anh? Cái này cái gì vậy? Cái này là cái để đồ... phát sóng ra nói chuyện cho lớn chứ mà. Đúng rồi, đi ra mấy cái khu này không có sóng. Đây đìa tôm không à, không có sóng mình phải cái này hỗ trợ.
Ủa, gửi cái điện thoại đi. Cái này là điện thoại hả? Ừ, nếu mà sống yếu đó là mình xài cái này. Vậy hả? Vậy là được rồi. Lộn hả? Ừ, quay lại. Vậy là bữa nay các bạn mình đi xì cói phê, chạy xe thẳng thẳng hoài và lộn đường vô toàn auto của các bạn. Đạp cái này lên ga chạy phải không? Ừ, đạp tới móc 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 lên. Móc là khỏi làm gì phải không? Móc rồi lên ga không nổi. Vô số bóp bóp cò lại bóp da lại vô số rồi chạy thôi. Bóp cò còi ra nữa. Đây. Chạy phải không? Ừ. Rồi trả số 1. Đạp vô. Ừ, rồi lên ga chạy. Rồi. Đó. Rồi chạy đi đi. Hả? Ờ kéo luôn. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.